Jisoo xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Jisoo Juju. Phan Thiết vào buổi tối và những ngày Noel, đặc biệt là những ngày gần Tết thì với không khí thời tiết se lạnh như thế này, Jisoo muốn đi dạo quanh đường phố Phan Thiết để chia sẻ những cái hình ảnh quê mình đến tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Và Jisoo xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi chương trình và ủng hộ kênh Jisoo Juju ạ. Và chúng ta đang đi ở trên con đường này là đường Phan Trung thuộc phường Phú Thủy, Phan Thiết. Hôm nay Jisoo đi từ hướng Rạng Đông đi vào ở phía trong này để chia sẻ cùng với cả nhà mình những cái hình ảnh ở khu vực Rạng Đông này đến cô chú anh chị các bạn. Và chúng ta sẽ đi ngược ra lại ở đường Thủ Khô Huân để về hướng lại đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ mình sẽ đi thẳng đường Phan Trung này nha. Hồi lúc trước đường Phan Trung đến đây là dừng, nhưng mà sau này thì mở rộng ra thông cái đường Phan Trung với lại khu vực Rạng Đông, cho nên là đường này bây giờ cũng rộng rãi và chúng ta nhìn thấy là đường này thì xe cộ không có đi nhiều, không có nhiều xe đi tuyến đường này lắm, nhưng mà mình nhìn thấy đường phố xá nhà cửa rồi đèn sáng thì cũng rất là sạch sẽ ha, đường phố là sạch sẽ nè, cây rồi đó, gần biển nên là khí hậu rất là mát mẻ. Mình nhưng nếu mà nhìn bên tay phải thì mình sẽ nhìn thấy trường tiểu học Phú Thủy 2. Thì hồi lúc trước trường tiểu học Phú Thủy 2 này á, là kế bên đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Thì bây giờ cái trường đó bây giờ họ để không rồi, thì họ xây cái trường tiểu học Phú Thủy 2 vô cái con đường Phan Trung này nè. Thì cách đây hình như là Jisoo nhớ 1-2 năm gì á, là trường tiểu học Phú Thủy 2, các bạn học sinh ở phường Phú Thủy học trường Phú Thủy 2 thì được học ở cơ sở mới khang trang hơn nhiều. Và nếu như mà mình nhìn ở bên tay phải thì có một cái tiệm lẩu dê Thanh Cúc, nấu về các món dê ở đây, cũng dê hay bò ta, lâu quá vậy, hình như là bò chứ. Họ nấu bò rồi nấu mấy cái món bò hầm tiêu xanh, bò hầm cái gì nữa ta, đậu đen đó, Jisoo nhớ vậy đó, ngon vậy. Chờ bây giờ rồi mình đi qua đây là khu vực phòng cháy chữa cháy nha cả nhà mình. Đường Thủ Khô Huân cái khúc này là của khu vực phòng cháy chữa cháy. Ra đây một cái là đường phố xá rồi, mình thấy là mọi người chạy rất là đông vui nè. Trục đường này là đường Thủ Khô Huân, hướng mình đang đi ngược về đó là hướng của đường Trần Hưng Đạo. Còn nếu mà quay ngược lại và đi ngược lại theo cái hướng mình đang đi đó, là mình sẽ đi ra hướng Mũi Né. Ở bên tay phải là đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Đi Phan Thiết vào ban ngày thì mình cũng đã có đi rồi, thì bữa tối Jisoo đi đón mấy bé về thì Jisoo cũng đi dạo rồi cũng quay chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn luôn. Và bây giờ đang là 8 giờ tối ha, đường phố bây giờ là đang 8 giờ tối. Bây giờ những cái cửa hàng tiện lợi cả nhà mình bán về những cái loại thức ăn nhanh rồi những cái đồ dùng vật dụng gia đình á, họ mở rất là nhiều ở Phan Thiết quê mình, cho nên mình cứ đi một cái khoảng đường mà ngay góc đường ngã tư á, hoặc là ngã ba là mình sẽ thấy những cái cửa hàng tiện lợi, đặc biệt là hiệu thuốc. Không biết sao năm nay mà Jisoo thấy hiệu thuốc gì mà quá trời quá đất hiệu thuốc mới mở. Bây giờ hướng này thì khúc này thì mình không có thấy cái cây hoa sữa nào hết, nhưng mà khúc trên á có cây hoa sữa là cả nhà mình sẽ nghe được cái mùi hoa sữa thơm nồng nàn. Anh vẫn từng đợi em như hoa từng đợi nắng, như gió lùa hàng phi lao, như trời cao gì, trời cao cái gì đó, ba chấm hai từ là tới chữ trắng, Jisoo quên rồi. Hoa
sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào em lại quên anh, có lẽ nào anh lại quên em. Một bài hát rất là tình cảm lãng mạn nha cả nhà mình ha. Mà qua cái giọng đọc của Tisu thì không biết nó có còn lãng mạn nữa hay không. Hay là nó xẹt qua giống như tia điện gọi là lãng xẹt đó. Ôi đùa giỡn với cả nhà, nói chuyện giỡn giỡn chơi cho vui để có không khí thôi ở cả nhà mình. Nhưng mà điều đó là gần phía trên có cây hoa sữa, thì có là có cây hoa sữa cái góc ở phía trên nè, nó thơm lắm. À, rồi đến cái góc này là mình tới ngã tư giữa đường, đường này là đường Phủ Cô Hưng và đường Tôn Đức Thắng, là Tisu sẽ rẽ bên tay phải ha. Hôm bữa trước mình đi buổi tối trên đường Phủ Cô Hưng này rồi cho nên này không đi nữa. Hôm nay sẽ rẽ bên tay phải để đi trên đường Tôn Đức Thắng vào buổi tối. Sau đó là mình sẽ ôm qua một cái đường Hùng Vương, rồi mình qua lại ở bên đường Tuyên Quang hả, đúng không? Ở nhà mình thấy qua từ cái đường nhỏ là đường Phan Trung, rồi qua cái đường lớn thứ hai là đường Thủ Cô Hưng, và bây giờ qua cái đường Tôn Đức Thắng. Tự nhiên ở mỗi con đường này cả nhà mình sẽ thấy là độ sáng của cái ánh đèn ở hai bên đường nó khác nhau không? Ở đường này thì thôi rồi, đồ ăn nhiều lắm, đồ ăn với quán cà phê. Thích ăn món gì là có món đó, từ món Tây cho đến món bình dân nhất, món vỉa hè có luôn. Một cái món vỉa hè ở trên chỗ này thì Su rất là thích, đó là cái món cơm cháy á, cả nhà mình, cơm cháy kho quẹt á. Cơm cháy bỏ nhiều cái loại, ví dụ như là bơ, không phải bơ mà là bắp. Bắp rồi cái gì nữa nè, bắp rồi xúc xích rồi nói chung là những cái mà thích ăn nhanh á, thì Su thấy họ cắt bỏ vô đó. Tụi nít nó rất là thích ăn bởi vì nó giòn, nó ngọt, nó thơm. Ở trong cái cơm cháy đó người ta có bỏ thêm một chút nước cốt dừa nữa, cho nên nghe cái mùi thơm cơm cháy rất ngon. Bữa nào Tisu sẽ quay trở lại review cái món cơm cháy vỉa hè đó cho cả nhà mình ăn. Một phần hình như 25.000 một dĩa cơm cháy, nó ứ thử ăn một cái đó là thay bằng ổ bánh mì luôn á cả nhà. Cái này là ngã tư, mình đang đi qua góc này là ngã tư giữa đường Thủ Cô Hưng với lại là đường Lâm Đình Trúc. Mình đi thẳng qua luôn. Hả? Đúng rồi. Bạn của con gái hỏi là mình có phải là mẹ của bạn Nguyệt hay không. Rồi ở đây ở bên tay phải này mình sẽ có một cái món phá lấu bò cũng khá là ngon nha cả nhà mình. Hè lại cả nhà mình cơm tấm nữa ha, cơm tấm bún bò Huế, rồi bánh canh, canh bún theo Sài Gòn, canh bún Sài Gòn, rồi bún thái hải sản ở khắp góc này là có nhiều cái quán ngon lắm. Bữa nào Tisu sẽ đi lại quay review chia sẻ cùng với cả nhà mình. Nhưng mà thiệt lòng mà nói, mỗi lần mà quay ở trong này có mấy anh chị múa nữa, ở trong hai công viên hai bên mấy anh chị múa, thiệt lòng với cả nhà mình mỗi lần mà đi review á là ăn xong về tập thể dục mệt lắm, cho nên nhiều lúc thấy nhiều cái quán ăn cũng ngon hấp dẫn lắm, nhưng mà vô quay là bắt buộc phải ăn, mà ăn về tập thể dục nó mệt. Cho nên là từ lúc mình cũng làm biếng đi quay món ăn, nhưng mà thực sự là Tisu cũng rất là mong muốn chia sẻ những cái quán ăn từ bình dân cho đến là nhà hàng đến với cô chú chị các bạn, để mỗi lần ví dụ mình về Phan Thiết mình muốn tìm cái quán gì đó mình ăn á, là mình có địa chỉ mình đi luôn. Mình đã từng nhìn thấy qua nó rồi là mình nhớ mình đi luôn á, thì nó sẽ rất là ok. Cũng giống như Tisu, khi mà Tisu đi du lịch đó thì Tisu cũng muốn tìm những cái quán ăn đặc trưng của địa phương á, chứ không phải là những cái quán ăn mà bán cho khách du lịch. Tại vì ở Phan Thiết mình cũng có nhiều quán ăn bán cho khách du lịch á, bán rất là đông nhưng mà nó mắc. Tisu lại thích đi những cái quán là của những người dân địa phương, người ta nấu theo cái cách nấu truyền thống của địa phương và cái cách họ bán hàng theo cái phong cách của người địa phương luôn. Thì như vậy mình tới mình ăn mình thấy nó vui vẻ mà nó dễ chịu lắm. Thích như vậy cho nên là nếu mà cả nhà mình thích những cái món ăn địa phương từ vỉa hè cho đến nhà hàng thì cả nhà mình có thể là bình luận vào bên dưới ha, để Tisu xem thử là cả nhà mình có thích Tisu quay những cái món ăn hay không.
Nếu mà có nhiều thì mình sẽ tiếp tục quay món ăn, và có ít bình luận thì mình sẽ quay về đường phố Phan Thiết. Đây, mình đi rẽ qua đường này là đường gì? Mới vừa đi ngang qua cái là chùa Vạn Thiện ngày trước đó cả nhà mình. Đây là gọi là đại lộ Hùng Vương. Khúc này là đại lộ Hùng Vương nè. Trước mặt của mình là ngã tư đèn xanh đèn đỏ giữa đại lộ Hùng Vương và đường này là đường Tuyên Quang ha. Bây giờ Piso sẽ bắt đầu rẽ ở bên tay trái để mà rẽ về đường Tuyên Quang cho cả nhà mình đi dọc một đường Tuyên Quang. Gần đến ngày 20 tháng 11 rồi cả nhà. Cho nên là mình bây giờ mình đi ra đường á, mình thấy mọi người bán bông hoa nhiều, bán hoa. Nói thiệt lòng đó là Tisu thấy rất là tức cười. Tại vì Tisu có hai bé nhỏ cũng học cấp 1, xong cái là cứ để dành tiền, xong lấy tiền ra mua bông hoa, mà bông hoa là hoa nhựa đó cả nhà, mình tặng cho cô giáo. Mình nói mỗi bé là tặng một bông, mà ngày đó bán đâu có rẻ đâu, bán cả 100.000 ba cái bông hồng nhựa. Ba cái bông hồng nhựa gần 100.000. Ô, Tisu nói ôi trơ mắt quá, ai cũng tặng cho cô một cái bông gì. Cuối cùng rồi giờ hỏi là bây giờ con thử đặt cái vị trí mình vô cô đi, ví dụ như nhận những bông hoa này có thích không, rồi xong đó là mình kết chân cái bông hoa đó ở trong cái nhà mình không. Thế bé trả lời là không, hỏi sao nó hoa xấu quá, vậy xấu sao đi tặng được. Nhưng mà cuối cùng đó là Tisu thấy trước cổng trường đó là hoa gì bán rất là nhiều, mà cô giáo nhận xong rồi về không biết làm gì với hoa đó, không lẽ đem đi bán sỉ rạng. nói bán sỉ thì nói quá, nhưng mà nó giỡn đùa chơi gì đó. Chứ thật sự ra thì Tisu hay nhất thiết không phải đến ngày nhà giáo Việt Nam có phải tặng hoa đâu. Mình có thể là những ngày thường ha, ngày thường ví dụ mình khéo tay mình làm bánh, hay là mình mua bánh lâu mình lên mình tặng cô, chứ không có nhất định là những ngày 20 tháng 11 ai cũng mua những cái bông hoa nhựa lên tặng cô hết thì nó chán lắm, với lại cũng tội nghiệp cô giáo lắm. Hồi trước lúc mà Tisu đi dạy, đặc biệt mười mấy năm trời, 17 năm trời, đúng ngày 20 tháng 11 không bao giờ Tisu lên lớp, và ngày đó là không xuất hiện ở trên trường. Bởi vì Tisu biết là khi mà học sinh đi học thì cũng đâu có nhiều tiền, xong rồi phải gom lại đi mua lên tặng cô, xong mình cầm cái hoa đó về mình chân nó cũng đâu có nhiều thời gian lắm đâu, rồi cuối cùng cũng bỏ. Cho nên là ngày đó mình thường hay đi trốn, mình cũng không có nhận cái gì của từ ai học sinh từ hồi trước giờ mình đi dạy luôn đó. Thì sẵn đây chia sẻ cùng với cả nhà mình những cái câu chuyện thường ngày cho vui. Rồi mình đi trên con đường này là đường Võ Hữu cả nhà mình. Lúc trước ở trên con đường Võ Hữu này cũng có nhiều cái quán cà phê, bây giờ thì hết rồi. Trên đường Võ Hữu này có một cái quán cơm, văn phòng, Panda. Đấy, mình từ đường lớn rồi mình lại vô tiếp tục đường nhỏ. Thì đường này mình băng thẳng qua là mình sẽ đi ngang qua ở trường Phan Bội Châu cổng sau, là ở đường Trần Đạo đó. Ở ngay cái góc ngã ba đường Võ Hữu này có một cái tiệm bánh xèo vịt với bánh xèo hải sản, họ bán vào chiều tối. Nếu mà chúng ta không có thời gian mà đi lên ở Phú Long, ở Hàm Thắng chứ để ăn bánh xèo vịt, thì cả nhà mình có thể là ghé lại cái chỗ này ăn bánh xèo hải sản với bánh xèo vịt cũng được. Ở đây họ giả bằng nước mắm đậu phộng, ăn nó cũng khá là lạ miệng và ngon miệng đó cả nhà mình. Nhưng mà ăn vừa thôi, ăn nhiều quá thì nó sẽ mập, tại vì đổ bánh xèo thì sẽ rất là nhiều dầu. Bây giờ họ đổ bằng dầu chứ không có đổ bằng mỡ nữa. Đây, mình rẽ bên tay phải nè. Đường này là đường Võ Hữu. Không có một bóng người ha. Nhưng mà ra được đường cái là bắt đầu là sẽ đông.
Ở đây thì cả nhà mình sẽ thấy là đường phố rồi cái khúc này là ít có người đi qua đi lại ha. Đó, cái tiệm bánh xèo mà Tisu nói với cả nhà mình là ngay đây nè. Buổi sáng thì họ bán bánh canh chả cá, buổi chiều thì họ sẽ bán bánh xèo. Số mấy? Số 16. 16 hay 18 Võ Hữu gì đó. 18 Võ Hữu. Hay mình bước ra một bước nữa là mình sẽ tới góc của trường Thêm Bửu Châu, cổng sau của trường Thêm Bửu Châu. Mình nhìn bên kia là góc cổng sau của trường Thêm Bửu Châu. Trước mặt mình là đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ thì mình sẽ băng qua đường đi cái con hẻm nhỏ ở bên hông của trường Thêm Bửu Châu, sau đó là đi qua lại Thêm Bửu Châu như vậy nè. Qua lại trường Thêm Bửu Châu. Cái sân này thì thường hay gửi xe hoặc là tập thể dục. Hẻm này có một đoạn ngắn nè, nó tối. Ở đường này người ta đang làm cống lại nha cả nhà mình, cho nên là mình nhìn thấy là bề bộn lắm. Rồi bây giờ mình băng qua đường này là đường Lê Hồng Phong, lúc trước là đường này tên là đường Nguyễn Hoàng ạ. Rồi cái show đi thiệt là chậm để người mà đã từng học ở cái ngôi trường Thêm Bửu Châu này có thể nhìn lại con đường và ngôi trường ngày trước chúng ta đã học. Trước ở khu vực trường Thêm Bửu Châu đó cả nhà mình thấy không, nhiều cái xe bán hàng di động lắm, bán nhiều món ăn lắm. Tối mà ra đây là 100.000 là ăn bao no, 50.000 thôi chứ không còn 100.000 nữa. Đây sân khấu họ đang diễn tập cho văn nghệ sắp tới 20 tháng 11. Đây vẫn là con đường Nguyễn Hoàng ngày trước đó cả nhà mình. Trước mặt mình đằng xa kia là chợ Phương. Thì họ đang xây lại cống với lại lát lại nền á, hy vọng là mùa mưa tới mà mình thấy là nước ở đây nó không có còn bị ngập nữa thì quá là ok, để đợi xem thời gian sắp tới như thế nào. Giống như cái bài hát mà con đường xưa em đi, cái gì con đường xưa em đi tên 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 tên, quên rồi, không hay hát nên là quên lời rồi. Hồi xưa thì hay hát, bây giờ ít hát nên quên lời. Thì cô bác đều khen nhà nàng cách nhà tôi. Đó, bài hát con đường xưa em đi. Chờ đèn xanh đèn đỏ, góc này ngay góc này luôn. Lúc trước là sân ga đó cả nhà mình, ga xe lửa đó. Chiều đêm dần tàn, có một cái bài nhạc chế đó, chiều đêm dần tàn, tôi xách Honda đưa tỉ nàng đi vô nhà hàng. Hồi xưa nhỏ mình hay hát cái bài đó, nhưng mà thì dù nhớ là cái bài hát đó là bài hát gì đó, là sân ga xóm nhỏ hay là bài gì đó có cái chữ sân ga ở đầu. Hôm nay không biết là mình trúng cái gì mà cứ mỗi lần cái gì hồi nãy đằng kia là con đường xưa em đi, rồi cái này sân ga, rồi cái gì nãy giờ mình hoa sữa nồng nàn, nãy giờ mình toàn bài hát không nha.
biết tối nay về có gì vui không, mà sao tự nhiên nãy giờ mình nhớ lại nhiều bài hát ngày xưa quá. Rồi góc này cả nhà mình, góc này cũng là đường Lê Hồng Phong nè, đi thẳng lên là đi qua chỗ cầu Lê Hồng Phong, là cầu sắt, cầu gỗ, cầu quan, cầu giữa. Ngày trước ở bên tay trái của mình sẽ là cái biểu tượng tháp nước của Phan Thiết. Còn bà Tisu thì sẽ không rẽ trái mà cũng không đi thẳng, mà Tisu sẽ rẽ phải ha. Bình thường ở mấy chỗ kia là ngay góc ngã tư này mình sẽ nhìn thấy có biển hiệu là đèn đỏ được phép rẽ phải, nhưng mà đây không thấy có nên phải dừng lại. Rồi cái mình sẽ đi qua cái khu vực đường Hải Thượng Hải Ông, có một cái mới là Tisu muốn quay chia sẻ cùng với cả nhà mình. Sắp tới có một cái mới ở khu vực đường Hải Thượng Hải Ông này. Đi gần đến nơi Tisu sẽ bật mí cho cả nhà mình biết, bây giờ chưa bật mí. Đây là đường Hải Thượng Hải Ông đây. Hồi xưa giờ nó vẫn vậy, không có gì khác xưa. Bán vé số chiều sổ chiều xé a. Trên cái góc con đường Hải Thượng Lãng Ông này cả nhà mình, ngay cái góc gần cái chỗ mà phòng khám đó, có một cô cổ bán bánh canh chả cá với lại bán bánh tay giạc, bán mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi đó, ngay chỗ này nè, rất là ngon nha. Cổ bán bánh canh mà cái nước bánh canh mình ăn không có hề tanh. Dưới đây có một cái ông chú bán bánh bao cũng mấy chục năm rồi. Thế cả nhà mình thích ăn bánh bao với bánh canh là cứ ghé ở trên đường Hải Thượng Hải Ông là mình mua. Bà cô bán bánh canh thì bán khoảng 2 giờ chiều, còn ông chú bán bánh bao là bán khoảng 5 giờ chiều. Cho nên là mình đi qua và 2 giờ đó là mình phải không, nghĩa là hai người không bán cùng một thời gian nha cả nhà mình. Gần một địa điểm nhưng mà không cùng một thời gian. Rồi, đây là góc ngã tư giữa đường Lê Hồng Phong, có phải xin lỗi, đường Hải Thượng Lãng Ông với lại đường này là đường Trần Phú. Mình đi lên thẳng luôn là đường Hải Thượng Lãng Ông nha. Hôm nay có vẻ hình như Tisu đi hơi nhanh á. Cái chỗ mà Tisu muốn bật mí với cả nhà mình á là lúc trước ngay cái góc đường Lê Hồng Phong, lại lộn nữa rồi, đường Hải Thượng Lãng Ông, xin lỗi cả nhà mình nha. Đường Hải Thượng Lãng Ông với đường Nguyễn Hội là mình sẽ có một cái đèn xanh đèn đỏ ở đây. Và trước mặt á là bây giờ cái đèn xanh đèn đỏ nó không còn nữa mà nó biến thành một cái vùng binh dòng xoay, cả nhà mình thấy không? Đang xoay đó. Lúc trước cái chỗ này nó là một cái chỗ khu đất trống, rồi bước vô một cái là chỗ chích ngừa, bây giờ là một cái vòng xoay lớn này cả nhà mình thấy chưa, đang xoay chưa xong. Mai mốt muốn đi ôm qua bên đường Hải Thượng Lãng Ông bên kia là mình phải ôm bùng binh mới đi được nha cả nhà mình. Đó thấy giờ cách có mấy tháng thôi là mình thấy là Phan Thiết mình đã có một cái đội mới rồi ha. Đội bên này là người ta đang đào cống, là người ta đang đào cống nước lên nè, hy vọng là thời gian sắp tới là những cái con đường ở khu vực này nó không bị động nước giống như cái video clip lúc trước mà Tisu đi quay nữa, thì thời gian sẽ trả lời ha. Nhưng mà cái điều mình mong muốn hy vọng là nó sẽ được, tại vì đi đường mà nước rồi ngập đồ thì cũng mệt lắm, nó không có thoải mái, không có vui vẻ gì đâu. Đặc biệt mà đang đi mà tắt máy mà đi giảm giảm trong vũng nước là thấy rất là khó chịu ha. Hy vọng là những cái công việc mà làm cống làm lề ở đây thì nó sẽ giảm hết tất cả những cái ngập nước ở trên đường để cho bà con mình đi vui vẻ. Rồi mình đi qua góc bên này là góc đường Nguyễn Hội với lại đường ngang qua đây là đường Lê Duẩn, ngay ngã tư nè. Mọi người đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ. Đi thẳng lên nữa là sẽ tới chợ Phú Trinh. Chợ Phú Trinh hay là còn gọi là chợ Đồn á. Rồi xong là rẽ tay phải là sẽ về nhà Tisu, nên là Tisu sẽ đi lên chút xíu nữa thôi, rồi sau đó là sẽ tạm dừng máy, nói lời chào tạm biệt với lại cô chú anh chị các bạn. Dạo quanh Phan Thiết vào một buổi tối sau 8 giờ để xem thử là mọi người đi trên đường nhộn nhịp ra sao. Và nãy giờ đi vậy thì rất cảm thấy rất là thoải mái và sảng khoái trong người, và hy vọng là cô chú anh chị các bạn cũng thấy vui vẻ.
khi đồng hành đi dạo cùng với Jisoo từ khi nãy đến giờ. Bây giờ thì chúc mọi người sức khỏe, ngủ ngon và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau ạ. Trước mặt mình là chợ Phú Trinh nha, Jisoo vẫn để camera đi qua chợ Phú Trinh, xong rồi Jisoo nó đèn xanh đèn đỏ mới tắt máy, nên cả nhà mình sẽ xem lại thêm khoảng 30 giây nữa ạ.